Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi xa nhất, đẹp nhất và hoang sơ nhất tại biên giới phía Bắc, là nơi ở của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với những nét văn hóa, lối sống đặc trưng. Sau lần đầu tiên tới đây bằng xe máy, tôi đã dự tính sẽ quay trở lại Đồng Văn vào dịp khác, bằng một hành trình đi bộ. Mình lại tiếp tục hành trình của mình. Lúc trước khi mà đến Mai Hiên, hiện này thì mình đã quá đuối. Mình quyết định ngủ lại Mai Hiên này. Và đến tầm 1 giờ chiều thì trời mưa rất lớn. Mình ở lại đây đến bây giờ là 2 giờ 30 chiều. Khoảng 2 giờ 30 chiều. Và mình tiếp tục đi lên quốc lộ 4C. Như vậy thì phải đến tối mình mới tới được xã Quyết Tiến. Khả năng mình sẽ lại tiếp tục nghỉ lại xã Quyết Tiến tối nay. Và sáng mai mới lên đường đi lên cổng trời. Vì thực sự là đã quá đuối. Chào các bạn đã trở lại với tập 5 của hành trình đi bộ chinh phục cung đường từ thành phố Hà Giang lên cao nguyên đá Đồng Văn. Sau khi nằm ngủ một giấc thì tôi đã có thể tiếp tục lên đường. Điểm giao với quốc lộ 4C còn không xa, đứng từ đây có thể nhìn và nghe thấy tiếng xe cộ di chuyển phía trên. Nhưng con đường trước mặt cũng không dễ dàng. Con đường này rất là khó đi, rất dốc. Đường đất đá và hẹp, lại thêm cơn mưa lúc nãy, làm đường trở nên lầy lội và khá trơn. Tôi cố gắng bước từng bước cẩn thận. Khi ngủ một giấc thì mình đã hồi phục được sức khỏe, cảm thấy đã khá hơn. Mình cần phải ăn gì ngay, thực sự là rất đói. Đường rất là lầy lội, rất trơn. Hướng mắt về phía thung lũng nơi mà tôi đã xuất phát sáng nay, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra. Tôi chỉ muốn hú lên một tiếng. Đáng tiếc là không còn sức để mà hú hét nữa. Có thể mình đã leo rất cao từ thung lũng ở dưới kia lên đây. Thời gian này leo lên đây là mất khoảng 3 tiếng. Không tính thời gian nằm ngủ chưa. Quốc lộ 4C nằm cao hơn vị trí tôi đứng khoảng 50m. Theo độ trên cao tính từ thung lũng ở thôn Tân Sơn phía dưới thì tôi đã leo được hơn 400m và phải mất hơn 3 giờ để lên tới đây, mà chưa tính thời gian ngủ trưa nữa.
quốc lộ 4C. Đi bộ từ dưới lên này. Đứng ở đây có thể nhìn thấy rõ hơn quốc lộ 4C ngay phía trên. Và người dân ở đây vẫn thoải mái đi xe máy trên những con đường đất này. Quả là đáng nể. Yes. Tiếng xe ô tô rất gần rồi. Được rồi. Nào.
Kia rồi, điểm giao với quốc lộ 4C đã ở ngay phía trước. Như vậy là tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ vượt đèo Bắc Sum. Phải mất gần 6 giờ để vượt qua thử thách đầu tiên này của cao nguyên đá. Không thể hét nổi rồi. Từ vị trí này cách Ủy ban Nhân dân xã Quyết Tiến khoảng 1 giờ đi bộ. Vậy là vẫn còn sớm. Nếu mình đi liên tục được à, chỉ có 5 cây thôi à, khá gần. Khung cảnh quá đẹp. Kia thì đoạn đường mình đã đi lên. Mình đi lên từ kia. Yeah! À, tiếp tục nào. Đây rồi. Hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây, lấy nước ở đây. Nước đây chảy xuống là sạch hơn nước ở dưới kia. Nước mình lấy ở dưới kia nó vẫn chảy qua các đồng ruộng. Khả năng sẽ không có sạch vào. Nước ở đây. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời. Test mặt. Ui, mặt quá. Chịu không nổi luôn. Quá. Quá. Tuyệt vời. Quá ngọt. Theo là lấy nước. Nước rất là mát.
Quá đã. Let's go. Phía trước có một đoạn đường bị sạt lở, rất là nguy hiểm. Đây, con đường bị xói mòn rất nhiều rồi. Xe đi qua đây hết sức cẩn thận. Tiếp tục là leo dốc. Gần đoạn sạt lở vừa rồi lại là một đoạn nữa. Đường bị sạt lở. Mùa mưa thì rất nhiều đoạn đường bị xói mòn. Bây giờ mình đã vào địa phận huyện Quản Bạ. Nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ kính chào quý khách. Hãy cho tôi nước, hãy cho tôi cơm. Không, đây là một đoạn bằng phẳng. Leo xuống dốc thật sự rất mệt. Vị trí biển chào khách của huyện Quản Bạ là nơi giáp danh giữa xã Minh Tân của huyện Vị Xuyên với xã Quyết Tiến của huyện Quản Bạ, cũng là nơi kết thúc của dốc Bắc Sum. Từ đây chúng ta sẽ đi trên một vùng khá bằng phẳng. Đây, lúa bắt đầu chín. Có lẽ vài ngày nữa là lúa sẽ chín rất nhiều. Đây là một đoạn leo dốc ngắn. Xuống dốc được chưa đây?
sắp tới là một thung lũng rồi. Ôi ơi, đói quá đi. Shit. Này phải mua sữa cầm theo mới được. Tôi hướng về trung tâm xã Quyết Tiến. Quyết Tiến nằm tại phía nam của huyện Quản Bạ. Nếu so với xã Minh Tân thì Quyết Tiến ở vị trí cao hơn, giống như nằm trên một cao nguyên bằng phẳng. Hai bên đường có thể thấy nhiều cánh đồng ngô lúa rộng lớn và nông lâm nghiệp cũng là ngành kinh tế chủ yếu của xã. Trước mặt là km số 34. Những quãng đường di chuyển thì từ bến xe ra đến đây có lẽ là hơn 40 cây à. Dốc nữa.
thấy bắt đầu có hộ gặt lúa, tuốt lúa. Xa kia còn một cột đoạn đầu dốc rất là dài nữa, sẽ đuối lắm đây. Cái gì bây giờ, cái gì bây giờ mình có cặp giò của Ronaldo. Thơm quá, đói, tôi đói. Chính cái điểm lên con dốc vừa rồi, mày ở dưới chân dốc có một tiểu động hóa, sẽ vào đây uống nước. Có 247 hay setting gì không anh? Con nước tăng lực hay gì? Cho con chai nước tăng lực. Cho nước này. Cho nước cho anh này quá. Làm hút mấy cái cốc đá đấy.
Dạ. Năm ngoái em đi xe máy, năm nay em thử đi bộ. Bây giờ đi đường văn á. Em cứ đi lần lần xem mấy ngày tới. Đi được 2 ngày rồi, mới đi hôm qua từ Hà Giang lên. Từ Hà Giang lên. Mỏi chân lắm nhỉ. Đuối. Việt Nam đá rồi các bạn ơi. Việt Nam, Hàn Quốc. Tiếp tục lên đường. Em đã thu 2 trái và như đang là phút thứ 25. Hy vọng là Việt Nam sẽ ghi được bàn trong hiệp 1. Nếu không thì rất khó. Bây giờ là 4:30 mà trời đã râm mát. Tạ thì dung lượng thẻ nhớ của mình không còn nhiều, không phải quay liên tục rồi. Nắng đẹp quá. Trước là cột mốc km số 35. Đường này vẫn cách Đồng Văn là 109 km nữa. Phía trước kia địa phận của xã Quyết Tiến. Nói chính xác hơn thì đây là trung tâm của xã Quyết Tiến.
Cũng giống với Minh Tân, trung tâm xã là nơi tập trung các ủy ban và cơ sở phục vụ dân sinh. Phố xá khá đông đúc và khang trang. Chính địa phận xã Quyết Tiến. Km số 36 quốc lộ 4C. Trước mắt là sắp gần tới trung tâm xã của trung tâm xã Quyết Tiến. Đây là km số 37. Ở đây cách quản bạ là gầy cây nhé. Trước này trung tâm xã rồi. Nếu có nhà nghỉ thì tốt. Đây chính là trung tâm xã Quyết Tiến. Rất nhiều cửa hàng quán ăn. Nhà cửa san sát hơn. Mình sẽ phải vào mua thêm một ít salon pass nữa. Trước là chợ trung tâm xã. Đây là chợ trung tâm. Vật liệu ở đây có nhà gì không? Không phải chắc chui vào chợ ngủ. Sẽ vào con cà phê kia hỏi về xem gần đây có chỗ nào để nghỉ được không. Nhà gì cô? Bên này ạ. Dạ. Dạ cảm ơn cô.
có chủ quán có chị thì đây khoảng 100m là sẽ có nhà nghỉ như này. Vậy là tối nay vẫn có chỗ ngủ, không đến mức phải ngủ lều. Cứ ngồi nhìn một lúc là chân nó muốn rụng rợn rồi. Bên kia là nhà trọ đối diện là quán phở. Ngay bên cạnh là quán phở. Wow, tuyệt vời. Yes. Thật là tuyệt vời quá đi mà. Lúc nghỉ thôi. Đây phòng này à? Ở phòng đây một đêm mình thuê cho thuê bao nhiêu ra? Ok. Và em chỉ trông ở đây thôi đúng không? Em trông ở đây đúng không? À, nhà em đây luôn. Thế tối mình cứ mở cửa vậy thôi, tí đi ăn cơm. Phòng tắm mình cứ tắm bên ngoài đúng không? Dạ dạ. Ok, thank you. Thank you. Phòng này có khóa hay gì không? Ok.
Phòng mì rộng. Có màn. Quạt. Đây là nhà nghỉ, không phải homestay. Nên sẽ có giá là 150 một đêm. Đêm nay mình sẽ nghỉ đây. Tại thị xã Quyết Tiến thì mình tìm được một phòng trọ có tên là nhà nghỉ, nhà trọ cái gì đó dùng mà mình quên mất rồi. Thì giá của phòng trọ này là 150.000 một đêm. Bên trong phòng thì khá là rộng, có hai nhà tắm và nhà vệ sinh chung. Của một nhà tắm thì có bình nước nóng. Trước phòng của mình chính là hai nhà tắm. Phòng bên này thì mình vừa tắm và có nước nóng. Ngoài ra thì còn một số phòng nữa nhưng mà dường như là chỉ có mình nhờ khách ở đây thôi. Thì cũng dễ hiểu vì thông thường nếu chúng ta đi xe thì một là chúng ta sẽ đi thẳng tới Đồng Văn hoặc là sẽ dừng chân đi lên cổng trời và dừng chân tại thị trấn Tam Sơn, huyện Ba, chứ thường không ai dừng tại những nơi như thế này. Bây giờ mình đã tắm xong rồi, mình sẽ đi ra ngoài và tìm quán cơm. Mình thấy phía trước nhà nghỉ sẽ có hai quán cơm và bây giờ mình sẽ ra đây. Tại phòng trọ thì bạn sẽ được cung cấp một cái chìa khóa như thế này. Mình không biết tình hình chị An ở đây như thế nào nhưng tốt nhất là khi ra cửa phòng thì bạn nên khóa phòng lại và mang theo những vật dụng giá trị. Thì theo mình, như mình mang theo ba lô mà anh đi theo. Đây là nhà nghỉ chó. Có một chú chó ở đây. Nhà nghỉ chó Xuân Dung. Trên này có thông tin của nhà nghỉ chó Xuân Dung. Số điện thoại, wifi, tuyệt vời. Bên kia đường là mình đã thấy là có quán cơm đây. Đây chính là trung tâm xã Quyết Tiến, tầm 1 km số 38 quốc lộ 4C. Đây có cơm phở, sẽ vào gọn suất cơm. Ngày hôm nay mình chỉ ăn được và hai gói snack. Thật sự là quá đuối và không thể ăn được. Đây là bữa chính trong ngày. Hello. Hello. What's your name? Nếu cơm rang không cô? Có biết cơm rang à, có gì ạ? Có phở bún. Xinh gái đấy nhỉ. Hello. Bắt đầu lớp mấy rồi? Lớp 3. Mình đã ăn tối xong. Bây giờ mình sẽ đi tìm một quán, một tiệm tạp hóa để mua nước uống. Và về nghỉ sớm. Trời hôm nay tối lại sẽ có mưa, có sấm chớp.